hai bốn cửa hàng, căn phòng và cũng là bên em tiếp đón khách hàng. Dạ vâng. Tiếp tục nhá, anh em đến với một mẫu led mà các bác hỏi rất nhiều. 6 nan này. Bác hỏi đây ạ. 6 nan đúng không ạ? Rồi 6 nan thì chê gì nữa, nẹp mạ inox này. Đấy, được chưa? 6 nan nẹp mạ inox, máy zin. Đấy, những cái ưu điểm đầu tiên của xe. Còn phần nhựa, sơn hay là sần thì thôi cho phép bên em có spa. Đây, những cái chi tiết spa dọn dẹp rất rõ ở phần này. Thì 5 tháng mà các anh em ạ, 2010 đến giờ nó cũng phải câu chuyện. Cái này là vẫn là tem zin. Đúng rồi. Nhé. Inox này. Bên em có phần spa qua một vài điểm nó nhỏ thôi không đáng kể. Vành 6 bản đời chốt, máy nguyên zin. Chiếc Z78009 mọi người. Tay nắm nó còn nguyên zin luôn này. Trời ơi, tay nắm còn zin này. Máy êm luôn mọi người nhá. Máy 110, đặc biệt là cái form dáng thiết kế này thì máy 110 này được các bác chuộng nhất. Hơi rè rè cái cổ bô một chút nhờ. Cái này về cái kỹ thuật phải kiểm tra lại thôi. Đúng rồi. Đấy. Được cái là máy zin sơn tỉa có. Đấy, giá em báo luôn 16.300.000. Bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Một trong những mẫu led mà được các anh em hoặc các bác trung tuổi có thể nói là ưa chuộng nhất nhì ở những form led cũ. Em bán em thấy các bác hỏi rất nhiều về mẫu led này. Có thể cái dáng dấp của nó gọn, nó nhỏ, nhưng đặc biệt của cái dòng led này, ưu điểm cao nhất đó là cái hệ thống côn của nó cực kỳ, nó mượt, nó đanh, nó rắn, nó chắc, chất, đấy là hợp lý nhất ở biển cái alo mọi người nhá. Em nhắc cho mọi người một lần nữa là 30Z78009 ạ, biển rất là dễ nhớ ạ. Rồi, giá là 16.300.000. Anh em nào quan tâm thì liên hệ giúp em một chiếc. Đây, biển giữ đúng đời. Thì bên em lên luôn trong. Đây, quay cả cốp cho các bác 300 xem. 300 thôi bác nhá. Cho xử lý cái cổ vô hơi hở. Đấy, cho các bạn kỹ thuật kiểm tra luôn. Em Đồng Thiệp cùng Hoàng Hợp hôm nay sẽ lên để phát sóng trực tiếp buổi live stream của bên xe máy Hoàng Kiên. Xin chào tất cả mọi người nhé. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Đến với buổi chiều hôm nay bên Hoàng Kiên em có rất nhiều các sản phẩm, mong các anh em có thể chia sẻ, ủng hộ và tham gia góp ý kiến. Đấy, những sản phẩm như The Gym Việt Nam các bác có thể xem như bữa live lần trước. Có một ông anh đến xem một chiếc giật rất là đẹp nên là đang có nhu cầu. Anh em ở trên xem có ok không ạ? Về âm thanh ánh sáng ok chưa? Đâu để xem nào. Bạn Caramel bảo là đang được mà. Vâng. Ok rồi. Anh em cho một nút chia sẻ đi để buổi chiều nó rực rỡ. Gym Việt nhá. Đấy. Và Minkha, anh em nào có quan tâm đến Minkha có thể thấy hôm nay là mới ra sóng, lên sóng một chiếc Minkha. Hàng chạy xăng pha nhớt. Đấy, bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với bên em ngay nhá. Vẫn có những các sản phẩm liên tục về. Một chiếc led 2020 bản của 2019 đen sần khóa smart key và một chiếc exciter bản 155. Buổi sáng các anh em có hỏi về máy 155 thì chiều em có ngay đây rồi. Hàng đèn led, gọi là đèn led mới nhất đấy, bản khóa smart key bản của 2024. Phía bên này bên em vẫn có những sản phẩm liên tục về như một chiếc winner bản CBS thôi, nhưng bản winner VX giá có trên 20 triệu một chút đấy. Và hai chiếc mẫu ở dưới Wayblade đi ăn đi làm, một chiếc Ablade xe 2024. Các bác thấy có hợp lý không? Những sản phẩm 2024 đen sần hứa hẹn là những cái giá vô cùng yêu thương và hợp lý. Đấy. Ok, các anh em có mặt trên live cho em một comment xem âm thanh. Các bạn bảo là tiếng hơi rè đúng không ạ? Anh Nguyễn Sơn, vâng. Hồng Nhung ok ở bếp xanh đúng không? À, có thể xem cái đỏ, bếp đỏ hình mà tiếng ok nhá. Ok, các anh em đến với đầu live một chiếc Minkha đây. Đây có một khách hàng đây, có một khách hàng vẫn đang đến bán một mẫu Carrera 50cc. Anh em nào quan tâm thì đợi một chút nhá, khi giao dịch xong em sẽ lên sóng. Đấy. Thay mặt Hoàng Kiên thì mình sẽ giới thiệu qua về chiếc xe Min này một chút. Xe thì chắc chắn những cái chiếc xe như này thì đã qua phục dựng một số chi tiết rồi, nhưng mà về những phần máy móc rồi các phụ tùng trên xe thì đa phần dựng theo cấu hình nguyên bản nhé mọi người nhé. Xe này thì các bác thì mục đích thì thỉnh thoảng đi lại cà phê cà pháo và cho lên tí âm
thứ nó mới là có tí. Em nào có nhu cầu quan tâm thì giá hợp lý thôi. Biết mọi người nhá, rồi nó sẽ có một cái tác động nhá, dòng min khờ và giật kích kích ngày xưa nó sẽ tác động vào cái sóng, nên là quá trình đấy thì âm thanh ánh sáng bị ảnh hưởng. Em nổ thử tí anh em nghe thấy là thấy nó giòn là thích. Đây là một vòng 12.800.000 một chiếc min khờ, hàng xăng pha nhớt thể thao, dọn dẹp ngon lành lên hết rồi, anh em thấy có hợp lý không? Tình trạng là rơi dép và lổ vẫn nhất. Xe thì đấy như Đức Bê Mông vừa rơi dép và lổ ngay, mộc đấy. Đây dọn đây các bác thấy không dễ gì mà bây giờ có thể lên được những cái chiếc xe có 12.800.000 cho các bác mà lại ngon lành được đến thế này đâu, em phải chia sẻ thật sự. Biển 73K3 5199, hàng 1997-998 nhá. Các bác nào ngày xưa trải nghiệm những dòng thề min win rồi những cái xe cổ ấy thì chắc là không là xa lạ với cái mẫu min khờ rồi. Đấy. Được cái kiểu dáng của dòng xe này nó sẽ là to đậm. Đấy. Nó còn trông còn đồ sộ và chắc chắn hơn cả những cái mẫu xe win win Indo cơ. Nên là min khờ này được các bác ở trên miền ngược chạy phượt hoặc những anh Tây, em nhớ là bán cho một số những anh Tây đến Việt Nam muốn trải nghiệm những cái dòng nó cá tính một tí, nó phong cách một tí thì mẫu này rất hợp lý, được không ạ? Giá hợp lý quá, bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Rồi, em để xa một chút để cho nó âm thanh nó nét hơn tí, nhờ nó hơi rẻ rẻ đúng không? Rồi, để xem các anh em bên Bếp Xanh rồi, tiếng chập chờn. Kỹ thuật có thể kiểm tra lại cái tiếng âm thanh một chút, anh em bảo đang chập chờn đây. Nhung ơi, kiểm tra lại mic. Có thể là do vừa rồi em bật cái min khờ này không nên là cái tiếng nó bị hơi rè một chút. Ok chưa? Rồi, 12.800.000, anh em nào quan tâm thì đừng bỏ qua một chiếc min khờ. Đây. Máy nhìn nó vẫn còn những cái nét cổ ở trong cái đầu bò này, bác thấy được không? Đấy, nhìn nó thiết kế hoành giá tràng ra cho đấy chứ, không phải dạng vừa đâu. Giá thì đấy chia sẻ rồi, 12.800.000, một cái giá mà mình mua cái công sức dọn dẹp của chủ một cái xe cổ là hợp lý, phải dành cho những bác đam mê có sưu tầm có quan tâm nhá. Mong anh em chia sẻ để chiếc min có thể về được đến với đúng anh em. Thì tiếp theo là mọi người, mình lại giới thiệu cho mọi người chiếc xe Zin nhé. Quay xa được không vẫn sóng. Theo anh em thấy hay không? Sản phẩm liên tục để anh em quan tâm. Mới thế này anh em quan tâm lo lắng gì về chất lượng nữa. Cam kết bảo hành luôn. Có bác hỏi lên AMB đời cao đây thì bên đấy. Em giới thiệu ngay cho các bác luôn nhé. Một chiếc Honda Blade đây. 2023, đăng ký 2024, máy mới nhá, máy mới các bác. Cộng với cái phần thụt này nó có phần nhựa bọc sau. Và nhựa là bô vắt nha mọi người. Bô bên kia là bô hẹp. Tức là bô sẽ chéo lên. Rồi. Còn về chi tiết các bác có thể xem từ những cái để chân sau hay là đồ hay là ra máy liên lạc. Chủ xe thì có Zin đất lắp thêm một bộ ốp inox. Thế nếu mà bác nào mua về mà thích thì để lại. Và nếu mà không thích thì các bác yêu cầu tháo ra cho bác. Về chiếc xe như thế này thì bên mình chắc không cần phải lổ máy cho mọi người nghe đâu, bởi vì tình trạng là xe lướt mới chứ không có gì để hợp lý. Hơn 6.000 cây còn bảo hành ngoài Honda luôn, thoải mái đi các anh em, đăng ký sang 2024 rồi mà anh em còn lo gì nữa. Máy mới thì... cái máy mới này thì giải thích một chút nhá, cực kỳ êm, có cả tích năng sạc ở đằng sau đầy đủ hết, cốp ngăn hai ngăn đấy, gương trong cốp, bác nhìn toàn bộ đồ đạc liên lạc hết. Xe không lỗi, hàng 6.000 cây sản xuất ở 2023, đăng ký ở 2024. Bác nhìn những cái chi tiết lốp dày cộm luôn, vạch chỉ lốp. Biển Hà Nội mọi người nhé. Nhìn 03856 biển rất rồi. Dễ nhớ. Biển Tiến đấy. Giá để cho anh em mình trên like 40.000.000, một trong những cái phân khúc giá cực kỳ hợp lý và phù hợp. Rẻ thì em không dám nói nhưng nó là phù hợp vì với những dòng Honda lướt anh em ạ, mua mới cả đăng ký xong xấp xỉ 50. Chủ chạy thế này tính tháng thì thực ra em trừ như vậy cả chục rồi thì cũng không thể trừ được nhiều.
Nên mong các anh em, những anh em muốn nhu cầu những chiếc xe lướt cũng phải đồng hành, đồng cảm với bên em về cái giá, không thể trừ được nhiều. Đấy. Hoặc những bác nào đang ở tỉnh cần một chiếc lướt mà biển sẵn ở Hà Nội thì những sản phẩm này rất phù hợp để cho các bác có thể chốt được luôn, đổ xăng và lăn bánh, đúng không ạ? Hàng còn bảo hành ngoài Honda là anh em đủ hiểu rồi. Các bác rất đẹp. Bấm biển hoặc là sợ bấm phải biển xấu. Đấy. Chiếc xe này biển rất đẹp nhé. Biển đẹp đấy. Anh em nào quan tâm đến những chiếc xe lướt thì hãy liên hệ giúp em, và cũng mong các anh em trên này chưa có nhu cầu thì chia sẻ để những chiếc lướt này, để cho những bác nào đang cần xe biển Hà Nội sẵn có thể chủ động chốt được một chiếc đi luôn. Giá là 40 triệu trên line, một chiếc hàng không lỗi, sản xuất ở 2020 cuối 2023, đăng ký ở sang 2024. Những cái ốc trục đồ rất đẹp. Bán 4. Rồi, sản xuất năm 2023, đăng ký 2024. Chính xác. Đã lắp ốp độ rồi. Màu này, này nó cũng là màu đắt nhất các bác nhé. Có gì để chê đâu. Đúng rồi, màu đen đồng vàng, gọi là màu đen đấy, màu đen sần đấy, bản đắt nhất luôn.